như vậy là chúng ta đã có những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về chiếc BMW 3 Series. Và những ngày qua thì chiếc xe mà các bạn đang thấy ở trên khá nhiều những cái mạng xã hội thì là chiếc BMW 330i bản M Sport. Trong khuôn khổ video này của Auto Eli thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm ra 10 điểm nổi bật ở trên BMW 3 Series mới. BMW 3 Series thì được ra đời từ năm 1975, là một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của hãng xe danh tiếng xứ Bavaria. Năm 2018 thì BMW 3 Series giữ vị trí thứ 3 trong top 10 mẫu xe sang bán chạy nhất thị trường Mỹ với doanh số cộng dồn đạt gần 76.000 xe. Để nói về BMW 3 Series 2019 mới thì mẫu xe này được hãng xe Đức nâng cấp cả về bề ngoài lẫn những cái thiết kế ở bên trong. Và mẫu xe này thì chịu áp lực trực tiếp từ đối thủ Mercedes-Benz C-Class. Mẫu xe này thì cũng đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với điểm đầu tiên. Điểm thứ nhất, tạm biệt số sàn. Như xu hướng chung của nhiều nhà sản xuất ô tô khác trên thế giới thì BMW đã loại bỏ hoàn toàn tùy chọn hộp số tay trên thế hệ mới nhất của 3 Series. Đây sẽ là một sự tiếc nuối không nhỏ với nhiều khách hàng trung thành khi thống kê cho thấy 25% khách hàng Mỹ mua 3 Series thế hệ trước với tùy chọn hộp số sàn. Điểm thứ hai, khung xe mới cứng hơn 25%. Thế hệ 3 Series trước đó sử dụng khung sườn F30, không được đánh giá cao về độ đầm chắc khi vận hành. Nhưng ở thế hệ mới lần này, BMW đã cải tiến nó một chút với tên gọi F30S, cứng hơn với người tiền nhiệm 25%. Đặc biệt, ở vị trí giảm sóc, bộ khung được gia cố cứng hơn lên đến 50%, đảm bảo độ đầm chắc khi vận hành. Điểm thứ 3, bánh răng kép cho cảm giác đánh lái tốt hơn. Các phiên bản sử dụng động cơ 4 xi lanh của BMW 3 Series 2019 sẽ được trang bị bánh răng kép ở trục tay lái để đảm bảo cảm giác lái chính xác hơn, nhàn nhã hơn. Các phiên bản sử dụng động cơ 6 xi lanh do giới hạn về không gian sẽ không có chi tiết này, mà thay vào đó là hệ thống APA cũ trên thế hệ trước. Thứ tư, nền tảng động cơ B46 với nhiều cải tiến. Động cơ mới của 3 Series mang mã hiệu B46 được nâng cấp nhiều chi tiết kỹ thuật đáng chú ý. Hầu hết để cải thiện hiệu suất và vận hành và để tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản 4 xi lanh dung tích 2.0 lít nay sẽ có công suất 255 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 400 Nm, một trong những tùy chọn động cơ 2.0 mạnh mẽ nhất trên thị trường. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một thông tin chính thức nào từ nhà phân phối Thaco về thông số động cơ được mang về Việt Nam. Điều thứ 5, trợ lý ảo. Tương tự như Mercedes-Benz, BMW này cũng đã có trợ lý ảo ứng dụng AI trên xe của mình. Với từ khóa Hey BMW, một cô trợ lý ảo sẽ giúp chủ nhân xử lý một số tác vụ tiện lợi ở trên xe. Hey BMW, vitalize me. No problem, I've turned on the vitalize mode. Điều thứ 6, hệ thống tự động dừng thông minh hơn. Chế độ Start Stop khi dừng đèn đỏ được nâng cấp thêm tính năng nhận diện vật cản. Không chỉ tự động dừng đèn đỏ mà chiếc xe còn tự di chuyển khi không thấy có vật cản ở phía trước. Điều thứ 7, một trong những chiếc sedan hạng C to nhất trong phân khúc. Vâng, với BMW 3 Series 2019 được nới rộng ở tất cả các chiều, trục bánh xe giờ đây dài 3.110mm, tức lớn hơn cả chiếc 7 Series đời 1994, dòng sedan cao cấp và to nhất của nhà BMW, đảm bảo chắc chắn một trải nghiệm không gian thoải mái chưa từng có trên một chiếc 3 Series từ trước tới nay. Điểm thứ 8 có lẽ là điểm mà tất cả những ai yêu thích cảm giác lái, những ai muốn mang chiếc xe của mình đẩy tới giới hạn vì sai điều khiển điện tử. Đây là một tùy chọn mới áp dụng cho phiên bản 330i và M340i. Một vi sai điện tử tích hợp giúp luân chuyển tối đa mô men xoắn từ trục trước ra trục sau. Việc sử dụng cơ chế điện thay vì cơ học giúp cải thiện khả năng vào cua trong nhiều tình huống. Điều thứ 9, tạm biệt công nghệ LED và bây giờ là thời của laser. BMW luôn nổi tiếng với thiết kế đèn pha đẹp. Mẫu 3 Series 2019 đương nhiên cũng được thừa hưởng đặc tính này với đèn pha được trang bị công nghệ laser tiên tiến nhất. Tuy nhiên, đây không phải trang bị sẵn có, mà khi các bạn muốn sở hữu, bắt buộc các bạn phải trả thêm chi phí. Điểm thứ 10, khởi động bằng smartphone. Đây có lẽ sẽ là một tin vui. Chưa chắc đâu ạ. Tương tự như mẫu xe Tesla, BMW đời mới bây giờ cũng lại bỏ dần đi chìa khóa. Tuy nhiên, hệ thống này lại không hoạt động với iPhone, do mẫu điện thoại này không có trang bị kết nối tầm gần NFC. Vâng, thật sự rất đáng tiếc phải không ạ? Có lẽ chúng ta sẽ phải chuyển hết sang dùng Android mất thôi. Và trước khi kết thúc video này thì tôi muốn chia sẻ với quý vị các bạn một thông tin nữa, đó chính là phần kính lái của xe. Một công nghệ kính mới được tích hợp trên BMW 3 Series 2019
với tên gọi Acoustic Glass đã giúp cản bớt tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào bên trong khoang cabin. Tuy nhiên, những chiếc xe cho thị trường Mỹ sẽ chỉ được trang bị loại kính đặc biệt này ở phía trước. Phần còn lại của thế giới sẽ là toàn bộ trước, sau và hai bên. Vâng, đây có lẽ là một tia hy vọng rất lớn cho thị trường Việt Nam. Hy vọng rằng BMW 3 Series mới do nhà phân phối Thaco mang về thị trường mình sẽ được trang bị công nghệ kính mới này. Quý vị và các bạn thấy sao về chiếc BMW 3 Series mới 2019? Quý vị và các bạn nhớ comment ngay phía dưới video này nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của AutoEli. Xin chào và hẹn gặp lại.